Đây nha, các bạn xem nha. Lào đang nghịch gì biết không? Lào đang chơi con sâu này. Đấy, Lào ơi, con nào vào Ninh lui ra, con sờ vào con sâu đi. Sờ vào đi. Nào. Này, nhìn Lào sờ vào con sâu này. Nhìn bố sờ này. Đấy, đây này nó bò này. Đấy. Con sờ đi. Nào. Ý, Lào đang chơi con sâu đấy, có bạn nào dám chơi con sâu như Lào không? Hay là các bạn sợ? Nhỉ? Bình thường thôi Lào nhỉ? Đấy, đây con sâu đang bò đấy nha. Đây là con sâu rau. Đấy. Lào ở trên miền núi thì chơi con sâu như thế này thôi. Ui, con sâu nó bò này. Nó bò lên tay này. Nó bò về hướng nào này? Con sợ không? Này, con có sợ không? Nó bò lên tay. Bò lên tay. Con có dám cầm không? Bảo con là con sâu. Màu xanh. Nó bò. Úi giời, hám mồm làm gì định ăn à? Bón này, bón mồm. Sợ không, bón mồm nhá. Thôi cho nó bò lên tay này. Đây ngồi cho bò lên tay. Đây, nào, giơ tay ra bố cho bò lên này. Sợ à? Nãy chơi tốt thế cơ mà. Này, nếu bố để ở đây nhá. Này, đấy, bò xuống đi sâu ơi. Đâu, để im nào. Đấy, sâu nó bò ở đây rồi, đấy. Nào, sâu ơi, ở đây chơi với nào? À, có cả con kiến này. Chiu, ôi chiu. Bắt con kiến. Đâu rồi? Bò lên tay, ở đây rồi. Nào chơi con sâu hay con kiến? Con sờ vào đi. Sờ vào con sâu này đi, bố sờ mãi rồi. Sờ vào đi, này. Đấy. Đúng rồi, sợ đấy kì nhỉ. Chơi luôn nào. Nào, chả chơi luôn thì sao? Nào, chú Ninh chơi với Lào đi. Để lùi lùi ở đây quay cho nó. Nào, ai bạn nào dám chơi con sâu với Lào không? Nào, gậy sang chỗ chú Ninh. Nào. Chú Ninh chơi con sâu của Lào nha. Để tí nữa xào ăn đấy. Ui dồi. Sâu này, con sâu này đẹp quá. Nào. À, Lào cho Lào sờ tí. Để vào đây. Điền đất cho Lào sờ tí. Đâu rồi? Đừng có vỗ vào nó bẩn, nó chết bẩn đấy. Đừng vỗ, chỉ sờ thôi. Con sờ thôi, đừng có vỗ. Chú Ninh đừng làm thế nó bắt chiếc. Sờ vào nó thôi, sờ vào con sâu đi. Đừng vỗ vào nó chết mất đấy. Nó chết bẹp ra bẩn tay. Đúng rồi, có bạn nào bạo như bạn Lào này không? Bạn thuốc Lào này à? Sâu cũng chơi nhá. Con gì con quẳng cũng chơi nhá. Thường thôi, chấp hết. Con sờ nhẹ thôi nhá. Sờ nhẹ thôi, không nó nát ra đấy. Ai không chơi nè. Thế thôi nhá. Rồi, thuốc nào xin chào các bạn. Đây là con sâu đây này. Con sâu Lào đang chơi đây này. Có bạn nào dám chơi không? Ghê quá nha. Đấy. Con sâu của con đây. Đây, bố cho lên tay này. Đây. Bố cho lên tay nào. Con giơ tay ra đây nào. Sao lại đi ra đằng sau xem video thế? Giơ tay ra đây. Giơ tay ra đây, bố cho chơi này. Này. Cho nó bò lên tay. Cho nó bò lên tay tí. Này. Có dám chơi không? Lào nhát gan à? Có dám hết, sợ gì? Thường thôi nào nhỉ? Cất cái ô tô đi. Chuyển sang chơi con sâu này cho vui này. Đấy, thấy chưa? Nó bò đây này. Ui dồi. Nha. Lào ơi, bố bảo này. Ở đây có một trò chơi hay lắm.
Đấy. Đây xin giới thiệu, đây là chú Ninh. Chú Ninh hay chơi với Lào nhá, đang cười hớn hở hở răng hở. Còn đây là chú gấu. Còn đây là có một nhân vật là đang bò ở cổ này. Đấy, Hải Lâm, cái này để tí bắt Lào chơi nhá. Đây là bạn của Lào, đừng có làm gì nó nhá. Ai đau đâu? Để im. Đau. Đứa trật tự lại. Đau gì ở đâu? Cố đừng có làm gì, đây là bạn của Lào đấy. Lào nó chơi suốt đấy. Ngay ngang. Đau rồi đấy chị. Ôi trời, chết rồi. Chú này tái mặt mũi rồi, đây chưa? Chết rồi, có con yêu quái đang ở đây. Oh!